Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân ra. Đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã đến, mang theo nhiều niềm vui và hy vọng đối với tất cả chúng ta. Trong không khí hân hoan của ngày đầu xuân năm mới này, Quế Anh và Quỳnh Anh xin được gửi lời chúc đến quý vị các bạn bằng đôi câu đối. Chúc Tết đến trăm điều như ý. Mừng xuân sang, vạn sự thành công. Vâng, thưa quý vị, đón Tết Nguyên đán là một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam và nhiều quốc gia tại châu Á nói chung. Và dù đại dịch COVID-19 có gây ra những làn sóng lây nhiễm trên toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đã phải siết chặt việc đi lại. Song trong tâm trí người dân nhiều nước châu Á, Tết Nguyên đán vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, cùng nhau đón chào năm mới, hạnh phúc, bình an. Xuân Nhâm Dần năm nay với linh vật là chú hổ, vị chúa tể sơn lâm, tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng mãnh. Vậy nên ai cũng mong năm mới, dịch bệnh sẽ lùi xa, người dân sớm được quay lại cuộc sống bình thường. Người dân châu Á chờ đón năm Nhâm Dần với nhiều hoạt động ý nghĩa và những cảm xúc đan xen. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình. Năm mới 2022 tại Hàn Quốc được gọi là Im In Year. Trong tiếng Hàn, Im nghĩa là đen và In nghĩa là hổ. Việc vườn thú Evelyn tại Hàn Quốc chào đón 6 chú hổ con đặc biệt đã trở thành sự kiện thú vị và thu hút người dân nơi đây. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi trong năm hổ này lại được chào đón tới 6 chú hổ con. Thông thường mỗi lần sinh con, hổ mẹ chỉ đẻ được từ 2 đến 3 con, nhưng lần này tận 6 con. Tôi nghĩ đây là điều rất đặc biệt và nhiều người dân Hàn Quốc cũng ghé thăm vườn thú để ngắm nhìn những chú hổ này. Để chào mừng năm 2022, người dân Hàn Quốc còn lựa chọn một điểm đến nữa, đó là Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc với triển lãm đặc biệt về loài hổ. Loài hổ còn xuất hiện trong rất nhiều sự kiện văn hóa thể thao quan trọng của Hàn Quốc như một biểu tượng cho sức mạnh dân tộc. Năm ngoái, tất cả chúng ta đều đã trải qua một năm thực sự khó khăn và sóng gió vì đại dịch. Hy vọng sang năm hổ, mọi thứ sẽ qua nhanh và sức mạnh của hổ sẽ chiến thắng. Tại Singapore, không khí đón Tết Nguyên đán đang ngập tràn trên những con phố trung tâm. Cũng như các nước trên thế giới, đây là năm thứ hai Singapore đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, năm nay với tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở mức cao, Singapore đã xác định sống chung với COVID-19, nên nhiều hạn chế đã được nới lỏng, các hoạt động vui chơi lễ hội đã được tổ chức. Không khí đón chào năm mới Nhâm Dần ở nước này cũng sôi động nhộn nhịp trở lại. Phố xá trang hoàng rực rỡ, nhiều hoạt động văn hóa náo nhiệt, người dân đổ ra đường sắm Tết. Các quầy hàng Tết truyền thống tại các con phố trung tâm Smith, Pagoda, Chen Gunu và Sago vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mở cửa đến nửa đêm, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Xuân Nhâm Dần thực sự đã đến trên mọi ngõ phố Singapore và kiều bào người Việt nơi đây. Hôm nay tôi đưa cháu tới đây để cảm nhận không khí Tết. Trước đây, khu phố này có rất nhiều cửa hàng, rất đông người tới mua sắm, thậm chí không thể đi được. Nhưng bây giờ vắng vẻ hơn nhiều do đại dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách. Nhưng dù sao thì việc đi lại tham quan khu vực này cũng vẫn an toàn. Lễ hội ánh sáng với chủ đề Unser Inspiring New Year, nghĩa là bước vào một năm mới rầm rộ, kéo dài tới ngày mùng 2 tháng 3, bắt đầu từ 19 giờ các ngày cho tới nửa đêm. Điểm nhấn là hơn 600 con hổ Bengal dọc theo gần 1 km của đường Anton Sen ở khu phố Người Hoa. Hình ảnh gia đình 5 con hổ tượng trưng cho sự đoàn tụ, hòa thuận và thịnh vượng nằm ở giao lộ giữa phố Anton Sen và phố Newbridge. Hổ là con vật đại diện cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Đây cũng là thông điệp mà các nhà chức trách Singapore mong muốn người dân sẽ tiếp tục phát huy trong năm mới Nhâm Dần. Các tác phẩm điêu khắc hổ tại quảng trường Krestayer nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn hổ. Cây điều ước Chinatown Pride Interim cũng được dựng lên tới ngày 17 tháng 2 và du khách có thể quyên góp tối thiểu 2 đô la Singapore cho một tấm thiệp điều ước. Vâng, khoảnh khắc giao thời vẫn luôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất
đáng nhớ nhất. Vì vào khoảnh khắc ấy, mọi người cùng cầu nguyện, cùng ước mong, hy vọng về những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Những ước mong đó được khắc họa rõ nét trong văn hóa, trong phong tục đón Tết của mỗi quốc gia. Và với nền tảng văn hóa khác nhau, mỗi nước trên thế giới sẽ có những nghi lễ, truyền thống đón năm mới khác nhau. Và với người dân Trung Quốc thì Tết cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Để đón năm mới, người dân Trung Quốc thường trang trí nhà cửa bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ với hy vọng một năm mới an lành và hạnh phúc. Vào Tết Nguyên đán, đông đảo người dân Trung Quốc rất hào hứng tham gia các lễ hội truyền thống. Chẳng hạn như biểu diễn ca nhạc dân gian truyền thống, xin chữ, càng làm cho không khí trở nên náo nhiệt. Năm nay, nhiều người dân trang hoàng nhà cửa với đèn lồng đỏ có hình con hổ. Dịp cuối năm âm lịch cũng là thời điểm người dân Trung Quốc tăng cường đi mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đã tổ chức các hội chợ để giúp người dân có nhiều lựa chọn sắm sửa hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nội địa. Người dân Trung Quốc có thói quen quây quần bên nhau làm những món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên. Cũng giống Trung Quốc, người dân tại Hồng Kông đón Tết âm lịch cổ truyền với rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, cách đón Tết ở Hồng Kông pha trộn giữa truyền thống phương Đông với nét văn hóa phóng khoáng, mới mẻ của phương Tây. Hoạt động nổi bật diễn ra ở Hồng Kông là hội chợ hoa đón mừng năm mới. Tại đây luôn có những loại cây đặc trưng của mùa xuân, trong đó có quất, thủy tiên, mẫu đơn, đào. Đây là những loại cây biểu tượng cho những gì tốt đẹp và may mắn nhất trong năm mới. Để đón Tết Nguyên đán, người dân Hồng Kông Trung Quốc thường mua hoa tươi, rực rỡ sắc màu để trang trí nhà cửa, cầu mong một năm mới nhiều may mắn, tài lộc. Năm nào tôi cũng tới chợ hoa và mua hoa về chơi ngày Tết cho may mắn. Lũ trẻ đến đây cũng thấy phấn chấn tinh thần. Chúng tôi sẽ mua một ít hoa lan, hoa đào và hoa thủy tiên như mọi năm. Năm nay chúng tôi cũng mua thêm cây tre, một biểu tượng cho cuộc sống sung túc hơn theo văn hóa cổ truyền. Chúng tôi đều cầu chúc cho một năm mới may mắn và hạnh phúc. Tôi hoàn toàn có niềm tin vào điều này. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, chợ hoa Tết không chỉ mang lại bầu không khí lễ hội vui tươi mà còn giúp người dân tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình cùng gác lại bộn bề công việc và sum họp bên nhau. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 không chỉ gây ra một năm xáo trộn về kinh tế mà còn dẫn tới những thay đổi dài hạn, quyết liệt đối với chúng ta. Và vẫn biết là như vậy, nhưng năm mới vẫn luôn là khoảnh khắc, là khoảng thời gian mà mọi người mong chờ nhất. Bởi đây là dấu mốc để mọi người cùng nhau đặt niềm tin và hy vọng vào một năm mới tốt đẹp và tươi sáng hơn. Không còn là ngày lễ chính thống từ thời vua Minh Trị, nhưng một bộ phận người Nhật vẫn đón Tết Nguyên đán và cho rằng vào dịp Tết, thần linh cũng như linh hồn của người thân có thể về thăm, cho nên nhà cửa được dọn dẹp thật sạch sẽ và đẹp. Họ có thú vui mua sắm Tết và tặng quà nhau. Hàng được sắm nhiều nhất là kimono đẹp. Những người còn giữ truyền thống này sẽ giã bột gạo làm bánh. Bánh Tết đặc trưng là bánh bột gạo mochi. Ở Nhật Bản, năm mới gọi là Osogatsu, là dịp tụ họp gia đình. Trong năm mới, người ta thường treo một vòng làm bằng rơm khô trước cửa nhà, vì đó là biểu tượng của niềm vui và sự may mắn. Và nếu như với người Việt, bánh chưng là món không thể thiếu trong dịp Tết, thì người Nhật Bản sẽ là món bánh mochi, tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe. Bánh mochi có rất nhiều loại với cách làm cũng như hương vị khác nhau. Đây cũng là một trong những vật phẩm không thể thiếu để dâng lên cúng cho thần linh trong các gia đình nhân dịp năm mới. Chính vì vậy, nhiều thành viên sẽ cùng nhau tập trung lại để làm món bánh mochi sao cho thật ngon và thật đẹp mắt. Và mọi người cũng coi đây là dịp để được gặp gỡ, sum vầy. Vào dịp Tết, nhiều người dân Nhật Bản còn có phong tục tề tựu tại ngôi đền thần đạo ở Tokyo, cùng nhau tắm nước đá. Sau màn khởi động ngắn ngoài trời trong thời tiết 9 độ C, 21 người gồm 18 nam đóng khố và 3 nữ mặc áo choàng trắng đã bước xuống ngâm mình trong bồn nước lạnh 7 độ C, chứa đầy đá khoảng 1 phút. Đây là lần thứ 67 nghi lễ này được tổ chức. Sự kiện này được lấy cảm hứng từ việc một cựu linh mục của đền thờ đã tạt nước lạnh vào mình để cầu nguyện cho sự thịnh vượng của cộng đồng địa phương vào năm 1955. Thông thường, sự kiện này mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu bình an cho gia đình, cộng đồng và thịnh vượng trong công việc. Năm nay vì đại dịch nên có khá ít người tham gia nên cái lạnh trở nên thật khủng khiếp. Trước đại dịch, thường có hơn 100 người sẽ tham gia nghi lễ tắm nước đá mừng năm mới thường niên này.
nhưng ban tổ chức đã thu nhỏ quy mô sự kiện này kể từ năm ngoái và yêu cầu những người tham dự đeo khẩu trang để phòng tránh sự lây lan của dịch. Ngày Tết của người Mông Cổ còn được gọi là Tasgasa, ngày lễ truyền thống được tổ chức lớn nhất tại đất nước này. Với người Mông Cổ, Tết là dịp để tất cả các thành viên trong gia đình quây quần và sum họp bên nhau, và cũng là dịp để khích lệ tinh thần của những người chăn nuôi gia súc vượt qua mùa đông khắc nghiệt và chào đón mùa xuân ấm áp. Nếu như vào ngày đầu xuân năm mới, các nước trên thế giới chọn màu sắc rực rỡ, thì Mông Cổ lại ưu tiên màu trắng. Đối với người dân xứ Thảo Nguyên, màu trắng biểu tượng cho sự trong sáng, thuần khiết và tốt đẹp nhất. Đó cũng là màu mang tới nhiều may mắn. Vì vậy, trong 3 ngày Tết, người Mông Cổ sẽ mặc trang phục màu trắng. Ngày đầu tiên của năm mới, tất cả các thành viên sẽ thức dậy trước khi mặt trời mọc và mặc quần áo mới. Sau đó cùng nhau tới chúc Tết ông bà, cha mẹ và người thân. Người Mông Cổ cũng có tục lệ lì xì cho người lớn tuổi bằng tiền cùng khăn quàng cổ màu xanh, còn được gọi là hadak. Khi tới nhà người thân, trong những ngày đầu năm mới, vị khách sẽ được dùng trà và bánh bao hấp thịt. Mọi người cùng nhau quây quần và hát những bài hát truyền thống của Mông Cổ, không khí thật vui vẻ và đầm ấm. Của người Mông Cổ thường diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên, họ cũng có thể kéo dài thêm nhiều ngày sau đó để vui chơi và tổ chức thêm những lễ hội khác. Đấu vật, đua ngựa, bắn cung là các môn thể thao truyền thống của người Mông Cổ và cũng là hoạt động giải trí trong dịp Tết. Với người Mông Cổ, Tết cũng là dịp tất cả các thành viên trong gia đình quây quần và sum họp bên nhau. Khoảnh khắc đón năm mới luôn là khoảng thời gian chan chứa đầy yêu thương và ước vọng, phải không chị Quỳnh Anh? Và sau khi xem những khoảnh khắc đón Tết truyền thống ấm áp, những nét văn hóa đặc trưng của mỗi đất nước, chúng ta càng thấy thêm yêu, thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng những giây phút bình an, phải không ạ? Vâng, một năm cũ đã qua, một năm mới đem theo nhiều ước mơ và hy vọng mới. Chúng ta cùng lạc quan, cùng tin tưởng rằng thế giới sẽ sớm bước qua đại dịch, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường và những phong tục, những lễ hội đón Tết rộn ràng, ấm áp sẽ sớm quay trở lại với tất cả chúng ta. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc một năm mới sức khỏe, may mắn và bình an. Chúc mừng năm mới!